Quy xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Quy nhé. Thì trong video ngày hôm nay là những ngày đầu tháng, thì hôm nay Quy sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị về giá bán, khuyến mại và giá lăn bánh mới nhất của Hyundai Sagazer phiên bản tiêu chuẩn nha. Thì hiện tại bên Quy có Sagazer phiên bản tiêu chuẩn màu trắng, màu đỏ, giao ngay cho quý cô chú anh chị luôn nha. Ngoài ra các màu còn lại như là màu đen, màu bạc hay màu xám kim loại được đó, thì bên Quy hẹn giao xe trong tháng 6 cho quý cô chú anh chị luôn nha. Hiện tại thì đối với Sagazer phiên bản tiêu chuẩn, bên Quy đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6 này nha cô chú anh chị, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ luôn nha. Và hiện tại đối với mẫu xe này là xe nhập khẩu 100% từ Indonesia luôn nha. Rồi, để không làm mất thời gian của quý cô chú và quý anh chị nữa, thì quý cô chú anh chị hãy theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Video ngày hôm nay bao gồm hai phần, một phần là Quy sẽ cập nhật giá bán, giá lăn bánh và khuyến mãi trong tháng 6 của Sagazer bản tiêu chuẩn, và phần thứ sau thì Quy sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị về chi tiết ngoại thất và nội thất của xe để quý cô chú anh chị có thể tham khảo qua luôn nha. Rồi, bước vào phần đầu tiên của video ngày hôm nay thì Quy sẽ cập nhật đến quý cô chú anh chị về giá bán nè, khuyến mãi nè, giá lăn bánh nè và tạm tính trả góp của Hyundai Sagazer phiên bản tiêu chuẩn nha. Trong tháng 6 này, hiện tại thì tại đại lý của Hyundai Thủ đô Cần Thơ của Quy có Sagazer phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ và màu trắng giao ngay cho quý cô chú anh chị luôn nha. Còn đối với các màu còn lại như màu đen, màu bạc hay là màu xám kim loại á, thì bên Quy hẹn giao xe cho quý cô chú anh chị trong vòng 15 ngày nha, trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Rồi, đối với Sagazer phiên bản tiêu chuẩn á, hiện tại trong tháng 6 này tại đại lý của Hyundai Thủ đô Cần Thơ của Quy có giá niêm yết là 575 triệu đồng nha cô chú anh chị. 575 triệu đồng. Hiện tại thì bên Quy đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ là tương đương với 57 triệu tiền mặt nha. Khi mà quý cô chú anh chị đi đăng ký xe, bên Quy sẽ bàn giao cho quý cô chú anh chị á, là 57 triệu tiền mặt để quý cô chú anh chị đóng trước bạ nha. Rồi, khi mà bên Quy hỗ trợ trước bạ như vậy thì chi phí lăn bánh á, tổng lăn bánh của Hyundai Sagazer tại khu vực Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây đã bao gồm bảo hiểm thân xe 1 năm nha, thì nó rơi vào khoảng là 589 triệu đồng nha cô chú anh chị. 589 triệu đã bao gồm bảo hiểm thân xe nè, bao gồm trước bạ nè, bao gồm luôn đăng kiểm nè, bao gồm luôn phí đường bộ 1 năm nè, bao gồm luôn đăng ký biển số và ép biển số luôn nha. Rồi, nếu mà cô chú anh chị ở khu vực Sài Gòn hoặc là khu vực Hà Nội thì cô chú anh chị giá lăn bánh của Sagazer phiên bản tiêu chuẩn á, thì nó rơi vào khoảng là 608 triệu nha, 608 triệu. Rồi, nếu mà cô chú anh chị ở khu vực Cần Thơ, khu vực miền Tây thì cô chú anh chị cần có mua xe thông qua thuế trợ góp á, thì đối với phiên bản Sagazer phiên bản tiêu chuẩn này, bên Quy đang hỗ trợ cho vay tối đa là 85% giá trị xe nha. Cô chú anh chị chỉ cần trả trước là 15% giá trị xe thôi. Thì tổng số tiền quý cô chú anh chị chuẩn bị trả trước thấp nhất đối với con Sagazer này nha, bao gồm luôn chi phí lăn bánh á, thì nó tầm khoảng là 102 triệu nha, bao gồm luôn chi phí lăn bánh, bao gồm luôn bảo hiểm thân xe, bao gồm dịch vụ đăng ký biển số xe luôn nha, tại khu vực Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây. Còn nếu mà cô chú anh chị ở tỉnh xa hơn thì cứ liên hệ trực tiếp với Quy và kết bạn Zalo số điện thoại 0981 322 080 nha. Quy sẽ tư vấn kỹ hơn cho cô chú anh chị luôn nha. Hiện tại tại khu vực Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây thì đưa trước đối với Sagazer này nè, phiên bản tiêu chuẩn thấp nhất là 102 triệu nha. 102 triệu là nhận xe ra biển số luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Nếu mà cô chú anh chị vay 85% và vay trong 8 năm thì cái tháng đầu tiên quý cô chú anh chị góp á tầm khoảng là 9,8 triệu đồng nha, tháng đầu tiên, và lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau luôn. Thì hiện tại Quy tổng tính cho cô chú anh chị cái phần góp đó là của vay trong 8 năm nha, thời hạn vay 8 năm. Góp tháng đầu tiên là 9,8 triệu đồng, lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau. Ví dụ như tháng đầu tiên cô chú anh chị góp 9 triệu 8 nè, tháng thứ hai góp 9 triệu 750 ngàn, tháng thứ ba thì góp 9 triệu 700 ngàn chẳng hạn đó. Mỗi tháng nó sẽ giảm vài chục ngàn nhé. Rồi. Đối với phiên bản Sagazer này, ngoài cái phần hỗ trợ trước bạ là 100% á, lệ phí trước bạ, trong tháng 6 này bên Quy còn hỗ trợ tặng cho cô chú anh chị thêm một cái gói phụ kiện trang bị theo xe nữa nha. Gói phụ kiện nó có thể có rất nhiều món nha, cô chú anh chị có thể lựa theo cái nhu cầu xung quanh của gia đình mình nha. Thì khi đến showroom, Quy sẽ tư vấn cho quý cô chú anh chị lựa chọn nha. Nó có nhiều món như là gắn phim cách nhiệt nè, hoặc là ủ gầm nè, hoặc là màn hình DVD Android gắn bên trong xe nè, hoặc là camera lùi, hoặc là ghế da nó bọc trần 6D, nó có rất nhiều món nha cô chú anh chị. Thì khi đến showroom, Quy sẽ tư vấn kỹ với quý cô chú anh chị để quý cô chú anh chị lựa chọn cái món phụ kiện phù hợp với nhu cầu sử dụng xe của gia đình mình luôn nha. Rồi, hiện tại thì nếu mà cô chú anh chị mua xe thông qua thuế trả góp á, thì cô chú anh chị chuẩn bị cho Quy những giấy tờ cơ bản cần thiết nhất nha. Đầu tiên là căn cước công dân của cô chú anh chị nha. Còn nếu mà đã lập gia đình thì căn cước công dân của vợ và chồng luôn nha. Còn thứ hai là quý cô chú anh chị chuẩn bị cho Quy thêm cái giấy đăng ký kết hôn nếu mà đã lập gia đình. Còn nếu mà chưa thì chuẩn bị cho Quy cái giấy xác nhận độc thân nha, cái giấy xác nhận độc thân tại ủy ban dân xã phường mà đăng ký sổ khẩu thường trú luôn nha.
Còn nếu mà quý cô chú anh chị nào mà còn sử dụng chứng minh nhân cũ á, mà còn hạn sử dụng á, thì quý cô chú anh chị ra ủy ban dân phường mình xin thêm cho quý cái giấy là xác nhận cư trú, và thêm cái giấy nữa là mà thông giấy thông báo mã số định danh nha, để khi mà mình đi bấm biển số mình cung cấp cho cơ quan công an nha. Hai giấy đó cơ quan công an cần, và mình mua góp thì ngân hàng nó cũng cần luôn nha. Rồi đối với bảo hành thì Hyundai Stargazer cũng như các model xe bên model xe khác bên Hyundai có quy, thì nó bao gồm như là Tucson nè, Elantra nè, rồi Accent nè, i10 nè, Santa Fe nè, rồi Brita nè, thì đều được bảo hành với thời gian là 5 năm hoặc 100.000 cây tùy điều kiện đến trước nha cô chú anh chị. Vừa rồi thì quy cũng đã cập nhật cho quý cô chú anh chị về chi phí lăn bánh của Hyundai Stargazer phiên bản tiêu chuẩn trong tháng 6 tại đại lý Hyundai Thủ đô Cần Thơ có quy. Rồi quy cũng đã cập nhật cho quý cô chú anh chị về phần khuyến mãi phụ kiện nè, cập nhật về cho quý cô chú anh chị về các giấy tờ chuẩn bị nếu mua xe trả góp nè, rồi cập nhật cho quý cô chú anh chị về bảo hành của xe nha. Rồi phần sau của video ngày hôm nay thì quy sẽ gửi quý cô chú anh chị về chi tiết ngoại thất và nội thất của xe Hyundai Stargazer phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ nha. Hiện tại xe có sẵn tại đại lý Hyundai Thủ đô Cần Thơ có quy luôn. Cô chú anh chị có thể đến showroom Hyundai Thủ đô Cần Thơ có quy, mình xem xe, mình lái thử và mình trải nghiệm trực tiếp mẫu xe luôn nha. Rồi phần tiếp theo của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiến về khám phá phần chi tiết ngoại thất và nội thất của xe nha. Đầu tiên thì chúng ta tiến về khám phá phần ngoại thất mặt phía trước của xe nha. Thì quý cô chú anh chị có thể thấy đây là tổng quát trên màn hình, đây là mặt phía trước của xe. Xe trang bị luôn cho chúng ta là cái giải LED định vị ban ngày. Đây, đó quý cô chú anh chị có thể thấy nha. Khi mà chúng ta chạy ban ngày, chúng ta không mở đèn thì nó sẽ sáng hai bên góc nha. Đây, nó sáng hai bên góc, nó sẽ có một cái lằn, đây cái lằn khía nó che, cho nên nó chia ra chính giữa nè. Đó, nó sẽ chia ra nha. Đó. Thì khi mà cái lằn giữa này, khi mà chúng ta bật full đèn luôn, bật hết đèn lên, thì cái lằn ở chính giữa này nó sẽ sáng lên luôn nha. Đó, cô chú anh chị có thể thấy nha. Nó đang sáng lên nè. Đó, nó đang sáng lên. Còn khi mà chúng ta chạy ban ngày, chúng ta không bật đèn thì nó sẽ sáng một bên góc này thôi nha. Nó sáng ở bên góc này thôi. Còn cái giải LED ở bên chính giữa này nó sẽ không sáng nha. Khi nào chúng ta bật đèn lên hết thì nó sẽ sáng full giải nha. Đó là giải LED định vị ban ngày của Stargazer. Rồi xe trang bị chúng ta là cụm đèn chiếu sáng đối với phiên bản tiêu chuẩn này là đèn chiếu sáng bóng halogen nha. Phía dưới nó cũng có một cái bóng sương mù luôn, cũng là bóng sương mù halogen luôn nha. Rồi phía trên thì trang bị chúng ta đèn báo rẽ. Ở cái cụm đèn nó sẽ có một cái viền, đây cái viền này nó mạ rơm bạc, nhìn nó sẽ có điểm nhấn nha. Kết hợp với màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Rồi mặt lưới tán nhiệt, đây cái mặt ca lăng thì nó sẽ là nhựa đen bóng và thiết kế những hình khói nha. Đó, thiết kế những hình khói theo hơi hướng là tương lai nha. Cô chú anh chị nhìn thấy trên màn hình thiết kế của Stargazer theo hơi hướng nó tương lai nha. Rồi phía dưới thì nó sẽ có một cái cản á, phía dưới cái cản nó sẽ có một cái viền, đây cái viền nó sẽ nhựa màu xám nha. Nhìn nó sẽ có một cái điểm nhấn và có một cái kết hợp với màu đỏ thì nó sẽ có cái phối màu rất là đẹp nha. Rồi ở phía dưới này nó cũng có những cái lỗ đây, cái lưới á, thì nó để cho cái khi mà chúng ta di chuyển cái gió nó sẽ vào bên trong và nó tản nhiệt, giúp cho tản nhiệt động cơ nha, rất là tốt nha. Rồi ở phía dưới nắp capo này thì xe trang bị luôn cho chúng ta là động cơ Smart Stream 1.5 đi kèm với khối động cơ này là hộp số IPT, thì quy sẽ bật cái nắp capo để quý cô chú anh chị cùng quy khám phá phần động cơ luôn nha. Logo Hyundai thì được đặt ở phía trên nha, đây được đặt ở phía trên cái lưới tản nhiệt chứ nó không có tích hợp trên cái lưới tản nhiệt luôn nha. Rồi thì quy cũng đã bật nắp capo lên cho quý anh chị. Thì đây là tổng quát các khoang động cơ của Hyundai Stargazer phiên bản tiêu chuẩn nha. Xe trang bị chúng ta là động cơ Smart Stream 1.5, đây 4 xi-lanh thẳng hàng nha. Động cơ này động cơ chung với của động cơ Brita luôn nha, cũng là động cơ Smart Stream 1.5, 4 xi-lanh thẳng hàng. Và nó cũng xài hộp số chung với hộp số của Brita luôn, là hộp số IPT. Hộp số IPT này nó sẽ cải tiến từ hộp số CVT truyền thống. Nó sẽ tăng lên cái lớp đai thép ở cái bề mặt của cái dây đai truyền động á, thì nó sẽ giúp cho cải thiện những cái nhược điểm của hộp số CVT truyền thống nha. Thứ nhất là cải thiện về độ trễ chân ga, khi mà chúng ta nhấn ga thì nó sẽ hạn chế được độ trượt và độ trễ chân ga. Thứ hai là nó cải thiện được cái độ ồn của hộp số, nó cải thiện được độ ồn luôn nha, và hạn chế được cái độ trễ chân ga. Cái cải tiến này rất là hay nha. Và hộp số này chúng ta có thể giả lập được 7 cấp số nha cô chú anh chị, 7 cấp số. Rồi bên đây chúng ta có thể kiểm tra về nước rửa kính nha, nước rửa kính. Rồi nước làm mát, đây bình nước làm mát phụ ở đây nha, chúng ta có thể kiểm tra bình nước làm mát phụ ở đây. Bên đây thì là cổ hút gió nằm ở phía trên, cổ hút gió nằm ở phía trên nha. Bình cầu chì nằm bên đây, vị trí bên đây đó. Rồi đây là tổng quát các khoang động cơ của Hyundai Stargazer nha. Thì chúng ta có thể thấy phần đầu xe nó rất là ngắn, thì nó sẽ tối ưu hóa được cái chiều dài cơ sở bên trong nha, thì giúp cho cái khoang nội thất chúng ta nó sẽ ngồi nó thoải mái và rộng rãi hơn. Có thể nói Stargazer có khoang nội thất là rộng nhất trong phân khúc MPV tầm trung nha.
Thì chút xíu nữa chúng ta cùng khám phá bên trong phần nội thất con nha cô chú anh chị. Thì Quy vừa quay cho cô chú anh chị về cái tổng quát cái phần động cơ nha. Đây cái phần động cơ. Đó, tổng quát luôn. Rồi, đây là tổng quát phần bên hông xe cô chú anh chị. Đây là tổng quát phần bên hông xe, cô chú anh chị có thể thấy trên màn hình nha. Thì bên hông xe thiết kế nó nhìn có thiết kế rất là đơn giản nha. Nó sẽ có hai đường dập gân nổi phía trên và phía dưới thôi. Đây, một đường dập gân nổi phía dưới và một đường dập gân nổi phía trên, nó dài theo dọc hướng dọc thân xe nè, đó. Thì nó sẽ tạo cho chiếc xe chúng ta có cái khí động học và kết hợp với cái thiết kế đây, cái thiết kế lườn nè, đó cô chú anh chị có thể thấy nha. Cái khung vòm phía trước á, nó sẽ có một cái khung vòm cong lên, đó, cong lên theo hướng trục A đó, thì giúp cho cái hệ số cản gió nó sẽ tốt hơn nha. Rồi, bánh mâm thì xe trang bị chúng ta là bánh mâm 16 inch nha, bánh mâm 16 inch. Và bánh mâm là bánh mâm đúc của nhà cô chú anh chị, có trang bị cảm biến sức lốp theo xe luôn. Và xe trang bị chúng ta là phanh đĩa trước và phanh sau thì cũng tăng chống nha. Hệ thống treo phía trước là hệ thống treo mắt phớt xanh độc lập. Còn hệ thống treo phía sau là thanh cân bằng nha cô chú anh chị. Đây, bánh mâm này là bánh mâm 16 inch. Đây thông số lốp nè. 205/55R16 nha. Đây cô chú anh chị có thể thấy nha. Gương thì trang bị chúng ta là gương gập điện chỉnh điện nha. Tích hợp đèn báo rẽ trên gương luôn. Gương này khi chúng ta lóc phá cửa thì nó sẽ tự động gập mở luôn nha, tự động gập và tự động mở luôn. Rồi tay nắm cửa thì cùng màu thân xe. Đây, tay nắm cửa cùng màu thân xe luôn nha. Đó. Đường viền chân kính thì nó là nhựa đen thôi. Đây đường viền chân kính nó nhựa đen. Đây cô chú anh chị có thể thấy nha, tổng quát. Rồi, đây là bánh sau. Đó, bánh sau thì trang bị chúng ta là phanh tăng chống nha, phanh tăng chống và có một cái phục giảm chấn nè, đó. Có một cái phục giảm chấn ở phía trên thì giúp cho cô chú anh chị khi đi full tải á thì nó sẽ hạn chế được cái độ nhúng của xe, nó độ sàn lắc của xe luôn nha. Rồi tiến về mặt phía sau xe nhé. Đây là tổng quát phần mặt phía sau xe nè. Đó. Thì xe trang bị chúng ta là cái cụm đèn hậu full LED luôn nha, giống như phiên bản đặc biệt và cao cấp. Đây, đèn hậu full LED và nó có cái thiết kế là chữ H nè, tạo cái nhận diện rất là hay nha cô chú anh chị. Rồi, logo Hyundai đặt ở giữa nè, đó. Dòng chữ Tiger đặt ở phía dưới. Cản phía sau thì nó có một cái cản nhựa màu xám nè, giống như cái chất liệu giống như cái cản trước vậy. Đây, một cái cản màu xám. Rồi phía sau trang bị chúng ta là ba cảm biến nha, ba cảm biến lùi. Xe không có trang bị camera lùi nha cô chú anh chị. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn này thì cô chú anh chị có thể nâng cấp thêm cái màn hình DVD Android. Tại bên trong xe nó sẽ không có màn hình luôn nha. Bản tiêu chuẩn này thì nó tối ưu quá về chi phí cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị nếu muốn nâng cấp, muốn lắp thêm màn hình, lắp thêm camera lùi thì bên Quy có lắp chính hãng, bảo hành chính hãng nha cô chú anh chị luôn nha. Rồi đây là đèn báo rẽ nè, đèn báo rẽ và đèn lùi ở đây nha, đèn lùi. Đây là cụm đèn hậu full LED luôn. Rồi, để Quy mở cốp lên nha. Đây, ở phía dưới này nó sẽ có một cái nút mở cốp nè, ở ngay phía dưới chữ G nè, chúng ta bấm vào phía dưới. Đó thì nó sẽ có một cái nút mở cốp. Rồi. Ghế thì chúng ta bật hàng ghế thứ ba lên á thì cái dung tích cốp này nè, nó sẽ còn được khoảng 200 lít nha. Đây, dung tích cốp còn khoảng 200 lít nha cô chú anh chị. Đây để Quy quay lấy nét cho cô chú anh chị nha. Đó. Dung tích cốp còn khoảng 200 lít. Rồi, ghế này chúng ta sẽ ngã được ba nấc nha. Đây là nấc đứng nè. Đó cô chú anh chị thấy có thể thấy nha, nó đứng nha. Rồi, một nấc nữa chúng ta kéo lên, chúng ta ngã từ xuống. Đó là nấc thứ hai. Đây nấc thứ hai nha. Và một nấc thứ ba luôn. Đó, nấc thứ ba, đó nó ngã xuống luôn. Cô chú anh chị có thể thấy nha. Đó, nó sẽ có ba nấc. Thì nó giúp cho chúng ta có thể thay đổi tư thế ngồi khi mà chúng ta đi xa nha. Ngồi rất là thoải mái. Rồi khi mà chúng ta gặp hàng ghế thứ ba lại á, đây, gặp hàng ghế thứ ba lại để Quy gặp nha. Đây, bật cái dây an toàn ra. Nó có dây an toàn luôn nha. Đây cô chú anh chị có thể thấy nha, khoảng vũ chân rất là rộng luôn. Để Quy quay lên cái cửa trước quay cho cô chú anh chị xem luôn nha. Đây. Bật cái ghế này xuống. Đó cô chú anh chị thấy không? Vị trí ngồi nó cao nè. Nó cao vào khoảng vũ chân này nè, nó rộng nữa. Có thể nói là hàng ghế thứ ba của Hyundai Stargazer á, nó rộng nhất so với Veloz và so với Xpander luôn nha. Ngồi rất là thoải mái nha cô chú anh chị. Hàng ghế thứ hai này thì nó chỉnh độ ngã lưng được nè, hàng ghế thứ hai chỉnh độ ngã lưng được và di chuyển lên xuống được luôn nha. Rồi, để Quy gặp cái hàng ghế thứ ba xuống cho cô chú anh chị luôn nha. Khi mà bật hàng ghế thứ ba lên thì dung tích cốp nó còn khoảng 200 lít nha cô chú anh chị, khoảng 200 lít. Còn khi mà gặp hàng ghế thứ ba xuống thì dung tích cốp nó tầm khoảng 582 lít nha. Đây. Để Quy bật cốp. Đó, gặp cốp xuống như nè, thì gặp hàng ghế thứ ba xuống thì nó cho chúng ta dung tích cốp là tầm khoảng 582 lít nha cô chú anh chị, 582 lít. Đối với phiên bản tiêu chuẩn này phía sau nó cho chúng ta là một cái cổng 12V 180W luôn nha. Và có những cái ngăn để cốc nước nè, đó, để những quyển sổ nhỏ nè. Bên đây cũng có luôn nha. Các chi tiết để đồ trên Hyundai Stargazer rất là nhiều nha cô chú anh chị, rất là nhiều luôn. Rồi, để Quy đóng cốp rồi nha. Đó,
Xe trang bị chúng ta là cái gạt mưa phía sau nha, đây gạt mưa phía sau, đèn phanh trên cao và anten. Đây anten thì đối với phiên bản tiêu chuẩn thì là anten dạng đuôi chuột nha, nó dạng dây á, đó. Đó là dạng đuôi chuột. Rồi thông số tiêu hao nhiên liệu, xe mà khi đưa đi đường kết hợp tầm khoảng 6,45 lít trên 100 cây nha. Trong đô thị khoảng 7,95 lít trên 100 cây và đường ngoài đô thị khoảng 5,56 lít trên 100 cây nha. Đây. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu nha. Đó. Rồi, tiến về hàng ghế thứ hai. Đây là hàng ghế thứ hai nha cô chú anh chị. Đó, hàng ghế thứ hai. Chúng ta có thể di chuyển lên xuống, nó tăng độ rộng cho hàng ghế thứ ba nha. Đây. Đó. Chúng ta có thể di chuyển lên xuống được luôn nha. Nó có một cái thanh ngang ở phía dưới này nè. Đây. Phía dưới này nè. Đó, chúng ta có thể di chuyển lên xuống luôn. Và hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độ ngã lưng từ 90 độ cho đến 120 độ luôn nha. Điều chỉnh độ ngã lưng. Đây cái thành điều chỉnh ở đây. Đó. Rồi, xe trang bị luôn cho chúng ta là hai cái tự động. Hai tự động hàng ghế thứ hai. Và ở hàng ghế thứ hai thì cái bệ tì tai chúng ta không thể gập xuống được nha. Bản đặc biệt thì gập được nhưng bản tiêu chuẩn thì không gập được. Ghế thì trang bị chúng ta là ghế nỉ nha. Ghế nỉ màu đen thì nhìn nó cũng tương đối sạch nha cô chú anh chị. Ở phía trên thì xe trang bị chúng ta cái cửa gió hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba luôn nha. Đây cửa gió trang bị phía trên giống như cửa Pender vậy đó. Chúng ta có thể chỉnh tốc độ gió luôn, đó cái nút chỉnh nè. Đây. Đó, cái nút chỉnh tốc độ gió nha, nó có 3 nấc, 2 nấc nha cô chú anh chị. Đó, 2 nấc số 1, số 2 đó. Rồi, có đèn trần nè. Đó, trên trần thì trang bị chúng ta là trần nỉ màu kem luôn nha, trần nỉ màu kem. Rồi, chúng ta tiến về hàng ghế thứ nhất nha. Đây, hàng ghế thứ nhất thì xe trang bị chúng ta là ghế chỉnh cơ chỉnh được 4 hướng nha, chỉnh được 4 hướng. Chỉnh độ ngã lưng nè, chỉnh độ ngã lưng và di chuyển lên xuống thôi. Nó di chuyển lên xuống thôi. Ghế không có nâng lên được nha, không nâng lên được hạ xuống, ghế cố định. Ghế này cố định không nâng lên hạ xuống được nhưng mà di chuyển lên xuống nè, được. Và chỉnh độ ngã lưng được thôi nha. Đây. Ghế nỉ. Rồi. Xe trang bị cho chúng ta sẵn luôn nha, xe trang bị lo sẵn cho chúng ta nhưng mà không có màn hình. Chúng ta chỉ cần lắp thêm màn hình DVD Android thôi thì chúng ta sử dụng lo xe trên xe. Trên xe sẽ có 4 lò nha, có 4 lò trang bị sẵn chúng ta. Rồi, đây là các nút nâng kính nè, nâng hạ kính nè, nút nâng hạ kính điện. Rồi, phá kính hàng ghế thứ hai nè. Rồi, mở phá cửa toàn xe, lọc phá cửa toàn xe. Nút gập gương điện, đây gập gương điện nha. Nút này để chúng ta đi ra vào đoạn đường hẹp á. Chúng ta muốn gập gương thì chúng ta nhấn xuống cho nó gập lại thôi. Rồi chúng ta nhấn cái thẻ bật ra. Khi mà chúng ta đi đoạn đường hẹp chúng ta cần gập gương nha. Còn bình thường thì khi cô chú anh chị lóc cửa thì nó sẽ tự động nó gập gương lại luôn nha. Rồi, chỉnh lồng gương bốn hướng. Đây. Cái phím chỉnh lồng gương bốn hướng nha. Đó, chỉnh lồng gương bốn hướng. Rồi chúng ta muốn chỉnh lồng gương bên trái, chúng ta gạt về bên trái, muốn chỉnh lồng gương bên phải, gạt về bên phải, rồi chúng ta chỉnh lồng gương thôi. Rồi ở dưới này nó có chúng ta là cái mở xăng nha. Rồi, vô lăng thì chúng ta điều chỉnh được. Đây, vô lăng điều chỉnh được nha. Đó, có cái lẫy gập xuống nè, chúng ta có thể điều chỉnh vô lăng được nha. Đó, điều chỉnh vô lăng được. Đó. Rồi. Tiến về bên trong. Bên trong thì nó cũng đơn giản nha cô chú anh chị. Xe thì trang bị chúng ta là màn hình analog nha. Đây. Màn hình cái đồng hồ chứ, quên xin lỗi. Đồng hồ tắp lô á thì nó đồng hồ analog và có một màn hình thông tin ở giữa nè. Đây. Màn hình này là tầm khoảng 4,2 inch nha, 4,2 inch. Có hiển thị về số nè, rồi xăng nè, rồi cái tốc độ nè, đo mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nè, nó hiển thị trên màn hình này nha. Bên đây thì có đồng hồ báo xăng nè, ở trên là đồng hồ tốc độ. Bên đây đồng hồ tua, ở dưới có cái đồng hồ báo nhiệt nha. Đó. Vô lăng thì thiết kế 4 chấu đối xứng hai bên nè, đó. Nhưng mà vô lăng này nó không có bọc da nha, vô lăng này vô lăng nhựa này. Đó nó sẽ không có bọc da. Đối phiên bản đặc biệt cao cấp thì nó có nha. Rồi nó có các phím để đàm thoại đánh tay nè. Khi mà chúng ta lắp màn hình vào thì nó sẽ có cho chúng ta các phím về đàm thoại đánh tay nè, tăng giảm âm lượng nè, tắt tiếng nè, đó. Rồi chuyển đổi bài hát nè, nghe điện thoại, tắt điện thoại nè. Còi thì nằm vị trí này nha. Xe trang bị chúng ta là hai túi khí nha cô chú anh chị, hai túi khí. Rồi khi mua xe trong tháng 6 này á thì quý cô chú anh chị sẽ được bên Quy trang bị cho quý cô chú anh chị một cái màn hình DVD Android nha, một cái màn hình DVD Android và tích hợp luôn cái camera lùi cho quý cô chú anh chị nha, rất là xịn sò nha. Rồi phía dưới trang bị chúng ta điều hòa chỉnh cơ nha, điều hòa chỉnh cơ và một cái cổng USB, một cổng 12V 180W để quý cô chú anh chị có lắp camera hành trình nên gắn vào nha. Đó. Rồi bên đây có một cái ngăn để đồ nè, đó. Rồi ở trên này nó có một cái ngăn để đồ nhỏ nè. Đó, có một cái ngăn để đồ nhỏ nữa. Và cái đường viền nè, cái đường viền cô chú anh chị có thể thấy nha. Cái đường viền mà cái cửa gió điều hòa nó sẽ có một cái đường viền mạ rơm bạc nè. Đó, nó sẽ kéo dài nguyên một cái đường viền ở toàn cái khung vòm phía trước nha. Thì giúp cho chiếc xe chúng ta nhìn nó sẽ có cảm giác nó rộng rãi nha. Ở đây thì nó không có màn hình. Phiên bản tiêu chuẩn thì không có nha. Ghế thì trang bị chúng ta là ghế nỉ, hai túi khí nha cô chú anh chị. Hai túi khí.
Và xe trang bị chúng ta là hộp số IVT. Đây, hộp số IVT. Có giả lập được 7 cấp số nha, có chế độ ít cộng ít trừ nè, đó, hộp số tự động luôn nha. Phiên bản tiêu chuẩn hộp số tự động luôn. Rồi, xe trang bị chúng ta là phanh tay cơ. Đây phanh tay cơ nha. Và có hai cái ngăn bị cốc nước ở phía dưới, có cái đèn LED luôn nè. Đó, có đèn LED của chú anh chị có thể thấy luôn nha. Hai ngăn bị cốc nước nha. Rồi có một cái cốp ở đây, ở cái ngăn để đồ ở giữa nha. Dưới cái bệ thì tay nè. Đó, nó có cái ngăn để đồ tương đối rộng nha cô chú anh chị. Đây, tương đối rộng nha. Rồi, cô chú anh chị cần tham khảo về giá xe Charger. Cần hỗ trợ về giá nè, khuyến mãi nè, cần tham khảo về chi phí lăn bánh trong tháng 6 này thì cô chú anh chị có liên hệ trực tiếp với Quy hoặc các bạn Zalo số điện thoại 0981 323 080 nha. Vừa rồi thì Quy cũng đã gửi với cô chú anh chị về báo giá, về khuyến mãi, về lăn bánh, về tạm tính trả góp của Charger phiên bản tiêu chuẩn trong tháng 6 này tại đại lý Honda Tido Cần Thơ của Quy nha. Nếu mà cô chú anh chị ở khu vực miền Tây, ở khu vực Cần Thơ thì cô chú anh chị cần tư vấn về dòng xe Hyundai cứ liên hệ trực tiếp với Quy hoặc các bạn Zalo qua số điện thoại 0981 323 080 nha cô chú anh chị. Số điện thoại Quy có để trên màn hình góc trái phía dưới màu đỏ nha. Rồi nếu mà cô chú anh chị thấy video ngày hôm nay có thông tin hữu ích cho mình và hay thì cho Quy xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để Quy có động lực ra những video tiếp theo phục vụ cho nhu cầu của cô chú anh chị luôn nha. Thì hôm nay Quy cũng đã gửi cô chú anh chị về cập nhật giá bán, giá lăn bánh và chi tiết ngoại thất của Charger, ngoại thất và nội thất nha, của Charger phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ luôn nha. Rồi xin hẹn với cô chú anh chị ở những video tiếp theo nhé.